À, chúng ta cùng giải câu 72. Thì bài cho hỗn hợp E gồm có 3 nguyên tố là Fe, oxy và lưu huỳnh. Nung trong oxy chúng ta sẽ thu được X và khí SO2 là 0,2 mol, do đó là chúng ta sẽ tìm được lưu huỳnh ở đây là 0,2 mol. X gồm Fe và oxy. Cho X tác dụng với HCl thì thu được dung dịch Y và khí H2 là 0,1 mol. Ta dễ dàng là suy ra được là nước ở đây là Y cộng với 0,2 mol và bảo toàn với tố oxy. Thì dung dịch Y cộng với AgNO3 thì sẽ thu được hỗn hợp kết tụa gồm Ag và AgCl. Thì Fe2 cộng nó sẽ tác dụng với Ag cộng thì thành Fe3 cộng với Ag, ta đặt số mol Ag ở đây là Z mol, thì số mol Fe2 cộng tức là FeCl2 cũng là Z mol. Chúng ta đặt thêm Fe là X và oxy là Y ở đây. Thì bảo toàn nguyên tố hydro thì chúng ta sẽ có là số mol của HCl sẽ bằng 2 lần số mol H2 cộng với 2 lần số mol của nước thì sẽ bằng 2Y cộng với 0,6. Và toàn nguyên tố clo thì số mol của clo thì bằng số mol HCl. Ở đây thì suy ra được số mol AgCl sẽ bằng 2Y cộng 0,6. Rồi từ đó chúng ta sẽ lập được hệ phương trình đó là 56X cộng 16Y cộng 32 nhân với 0,2 là khối lượng của hỗn hợp E. Khối lượng hỗn hợp E thì bằng 26,6 gam. Và số mol của kết tụa Ag và AgCl thì sẽ bằng là 143,5 là khối lượng của AgCl. Với số mol của nó chúng ta tính được là 2Y cộng 0,6. Và số mol của Ag thì bằng số mol của FeCl2 là bằng Z mol. Chúng ta sẽ có 1 cộng 108 Z thì bằng 135,475 theo bài ra. Ngoài ra thì chúng ta có phương trình bảo toàn E. Bảo toàn E thì chúng ta xét trạng thái đầu và trạng thái cuối của các chất oxy hóa và chất khử. Thì trạng thái đầu là Fe chúng ta quy đổi về Fe0. Trạng thái cuối thì Fe về Fe3 cộng ở đây và Fe2 cộng ở đây, cuối cùng cũng về Fe3 cộng sau khi mà nó tác dụng với AgNO3 để nó tạo thành Ag và Fe3 cộng. Thì cuối cùng thì tất cả sắt ban đầu trạng thái cuối của nó sẽ về Fe3 cộng FeCl2 khi mà tác dụng với AgNO3 để tạo thành Ag, và Fe3 cộng cũng về Fe3 cộng. Oxy chúng ta quy đổi ban đầu đây là oxy không, thì trong tất cả các chất cuối cùng oxy về nước, và trong các hợp chất thì oxy đều là về O2 trừ. Thì O không về O2 trừ thì chúng ta sẽ cộng số E ở bên này, ở đây là nên ở đây mang dấu trừ. Rồi lưu huỳnh chúng ta quy đổi về lưu huỳnh không, đây lưu huỳnh dương 4 cho nên là chúng ta lấy 4 nhân với lại số mol. Rồi ở đây có oxy không cuối cùng cũng về O trong các hợp chất thì là O2 trừ, thì chúng ta sẽ có O2 cho nên là ở đây là có hệ số 2 để bảo toàn nguyên tố, đó là O2 cộng với 4E là 2O2 trừ, nên là chúng ta cũng có 0,3 nhân với 4. H cộng cộng với 2E là H2, số mol H2 là 0,1 2E đây. Rồi Ag cộng đồng AgNO3 cuối cùng về Ag, chúng ta sẽ có Z Z mol E của Ag cộng về Ag. Và giải hệ phương trình này chúng ta sẽ được X là bằng 0,325, Y bằng Z bằng 0,125. Nên chúng ta sẽ tính nồng độ của FeCl2. Giờ chúng ta sẽ có ngay được là số mol của FeCl2 là bằng Z. Khối lượng mol của nó là 127 nhân với 100% để tính C%. Khối lượng của dung dịch muối FeCl2 trong Y
Thì đây là chúng ta cần tìm là cần tìm dung dịch Y có khối lượng bao nhiêu gam. Thì M dung dịch thì bạn sẽ bằng là M dung dịch Y, tức là dung dịch MeCl2, MeCl3 này, sẽ bằng M dung dịch X cộng với M dung dịch HCl trừ đi MH2 bay ra khỏi dung dịch. Thì M dung dịch Y thì sẽ bằng là MX ở đây là bằng 56. 56X, 56 là khối lượng của Fe, X thì chúng ta tính được là 0,325. Cộng với M của oxy. Oxy chúng ta tính được là Y cộng 0,2, mà Y thì bằng 0,125 cộng với 0,2 cũng bằng 0,325. Chúng ta nhân với 16 thì sẽ được khối lượng của oxy. Vậy là trong ngoặc đây là khối lượng của X cộng với khối lượng dung dịch HCl. Thì khối lượng của dung dịch thì bằng khối lượng của chất tan trên cho nồng độ phần trăm. Thì khối lượng của chất tan HCl thì chúng ta đã tính được là 2Y cộng 0,6, Y thì bằng 0,125. Tức là 2Y thì bằng 0,25 cộng 0,6 thì bằng 0,85. Nhân với 36,5 là khối lượng mol của HCl thì sẽ được khối lượng của dung dịch HC thì sẽ được khối lượng của chất tan HCl là 0,85 nhân 36,5 chia cho nồng độ phần trăm thì sẽ ra được khối lượng của dung dịch HCl. Rồi chúng ta sẽ trừ đi khối lượng của H2 bay ra là 0,1 nhân 2 thì sẽ được đây là khối lượng của dung dịch Y. Như vậy là C phần trăm của FeCl2 thì bạn sẽ bằng khối lượng của chất tan FeCl2 trên khối lượng dung dịch Y sẽ bằng 3,54%.